Thằng Nghĩa Ngu Ngơ. Ừ, bữa chị đang bữa bóng Pepsi á, em trong đây nè, chị với Phú Lê ở ngoài ở Discord, cái bạn em vô bạn kêu ôi giọng ai dễ thương quá vậy, que thiệt là chưa có thấy. Hai ba Nóc thằng rồi. Ghê vậy. mới đóng cửa nhà này. Chơi cái khác rồi. Hả? Gì vậy, nó bắn tôi. Trông sao mà được. Bắn tùm lum. Đây chứ đâu. Trong biết cỏ đó. Treo đâu. Không có trí tuệ à? Ủa không có sao, không có sao chơi. Ơi không, ê người ta giao đồ ăn rồi. Anh nghe mà ông nói, anh nghe mà. Súc vật mà.
Ê, ê, enemy, yellow. Trời ơi, người ta gọi rồi.